Hello anh em, thì thông qua cái khảo sát mình đăng trên kênh cũng như là trên fanpage của mình thì anh em yêu cầu mình làm về hướng dẫn link case khá là nhiều, cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái link case để anh em có cái tập đi chơi trung thu kiếm gấu. Còn Pen Spinning Talk tuần này thì sẽ dời sang tuần sau với cái chủ đề là tại sao Webook lại không thể có gấu được. Ok, và cái link case hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Trước khi hướng dẫn thì mình cũng sẽ nói một xíu cho những anh em nào mới coi kênh của mình. Thì anh em cũng sẽ thắc mắc là tại sao mình hướng dẫn mình không có hướng dẫn chi tiết mà mình lại chỉ nói về tên trick rồi làm bước này bước kia từ ngón này qua ngón kia thôi. Mình không có nói chi tiết là trick này phải làm như thế nào, trick kia phải làm như thế nào. Bởi vì như vậy thì nó sẽ rất là dài dòng các bạn. Thường là những cái trick đơn lẻ thì mình sẽ có một cái video riêng để nói. Còn về hướng dẫn link case thì mình mặc định là anh em nào đã học đến cái bước này thì cũng đã có một cái vốn trick nó kha khá rồi, và mình chỉ đưa ý tưởng là cách để ghép những cái trick lại với nhau thôi, chứ mình không có giải từng cái được. Đầu tiên thì các bạn sẽ cầm út ở ngón út và áp út cho mình, còn cái ngón giữa thì các bạn sẽ co lại như này. Sau đó các bạn sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật cơ bản, đó là chạc. Các bạn sẽ chạc nhẹ lên một cái, sau đó các bạn sẽ đưa cái ngón cái đặt vào cái thân bút như này, đồng thời là các bạn sẽ thả cái ngón út ra. Thì các bạn có thể thấy là cái phần đầu bút phía dưới nó đang dài xuống như này, thì các bạn sẽ hất tay để cho cái phần đầu phía dưới nó bật lên trên. Và khi cái phần đầu phía dưới đã được bật lên rồi thì các bạn sẽ thả tay ra cho cái bút nó văng lên luôn, và các bạn sẽ dùng ngón út các bạn đưa vào bắt lấy cái phần đầu đó. Và các bạn sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật nâng cao có tên là Pinky Background, nó sẽ trông như này. Chi tiết về cái kỹ thuật này mình sẽ nói trong một cái video khác. Còn trong cái hướng dẫn link case hôm nay thì mình sẽ có một cái lưu ý cho các bạn là khi mà các bạn thực hiện kỹ thuật background thì các bạn không nên để cho cái bút nó lọt hẳn vào trong cái khe ngón tay như này, tại vì nó sẽ bị kẹt lại và các bạn không thể nào thực hiện cái trick này được. Sau khi Pinky Background xong thì các bạn sẽ bung cái tay của các bạn ra như này, và các bạn có thể thấy là cái phần đầu ngắn của cây mod nó đang hướng về phía ngón cái. Các bạn sẽ dùng ngón cái các bạn chụp lấy cái phần đầu đó, lật ngang cái tay qua, sau đó là tung cái phần đầu bút lên y như là đoạn đầu của cái link case. Rồi các bạn sẽ lật ngửa cái tay lên, đưa cái bút vào cái khe giữa ngón trỏ và ngón giữa như này. Tiếp theo các bạn sẽ kết hợp nhanh hai cái kỹ thuật là Chạc Reverse và Palm Spin thì nó sẽ được như này. Các bạn chạc Reverse nhẹ lên một cái, sau đó thả cho cái bút nó lăn ở trên lòng bàn tay. Nhưng các bạn chỉ cho nó lăn một chút xíu thôi, và các bạn cho nó vòng một ngón cái để kết thúc cái link case. Mình sẽ làm lại toàn bộ cái link case cho các bạn dễ hình dung. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong một cái link case để các bạn có thể đi chơi trung thu kiếm gấu, và hy vọng là các bạn sẽ được nâng cao trình độ với cái link case hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích với các bạn thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.